Hello, chúng ta quay trở lại với Trang Đầu Võ Tùng và đến với một giáo án của Guma Yushi. Ngày hôm nay sẽ là một giáo án xếp hạng đơn của Guma Yushi anh em nhá. Hết DDoS rồi mới dám làm anh em à. Hết chung kết của LCK rồi mình mới dám làm những giáo án này của Guma Yushi vì rất là sợ là lộ account. Ngày hôm nay sẽ là con Kalista anh em nhá. Cùng xem là Guma Yushi sẽ có một giáo án Kalista cháy như thế nào. Let's go. Ok, Kalista mưa kiếm và full sát lực. Và cùng xem là Guma sẽ thiện khả năng đi đường với Kalista sát lực như thế nào. Đây là con bài có thể được mang tới cả MSI. Nên là mình nghĩ là nó có thể trở thành một con bài hot pick ở tại kỳ MSI sắp tới. Cho những đội tuyển khu đường dưới thích đánh hổ báo, đặc biệt là các xạ thủ như là Jackie Love hay là L, Guma Yushi đều là những người rất là thích đánh Kalista. Nó là những con bài... Nó là con bài có khả năng kết hợp rất là nhiều hỗ trợ khác nhau. Ví dụ như là Nico, ví dụ như là ván này là một con threat anh em nhé. Alistar cũng kết hợp được, Nautilus cũng kết hợp được. Nó giúp cho khả năng mở cực kỳ đa dạng. Và đi đường thì vốn dĩ là một xạ thủ đi đường mạnh. Chắc là chỉ ngại as của Varus thôi. Cấp 1 thì Guma đang di chuyển chung với đồng đội nhưng mà chưa bắt được bất kỳ một ai. Ngọc tái tổ hợp cho anh em tham khảo anh em nhé. Ui, Smolder hát xì một cú hai người khá là ác. Nhẫn Doran ha, thốn đó. Mưa kiếm tác động bất chợt. Mắt thay ma và thợ săn tối thượng. Cái thợ săn tối thượng này kết hợp cùng với cái nguyên tố luân nữa anh em nhé. Nếu như trong kho đồ Kalista có nguyên tố luân nữa thì nó sẽ giúp cho hồi chiêu chiêu cuối Kalista cực kỳ nhanh. Nhưng mà không biết ván này thì Guma có mua nguyên tố luân hay không. Bảng phụ thì lấy thuốc thần nhân 3 và giao hàng máy bích quy. Chỉ số ngọc sẽ là tốc đánh, sức mạnh công kích và 65 máu trực tiếp ở cấp độ 1 luôn. Án tử thành công đến từ Threat và sau đó thì là những tình huống đánh tay với mưa kiếm thiêu đốt đẩy vào giày vò sẵn sàng đến từ Guma Yushi. Sát thương đến từ thiêu đốt liệu rằng có đủ hay không đây? Nó chưa đủ. 9 máu còn lại tới từ Smolder và Smolder không bấm bình trong pha vừa rồi luôn ạ. Chắc chắn là mất TP rồi. Một pha bung thiêu đốt đến từ Threat ở cấp độ 1 nhưng rất tiếc là chưa đủ khả năng để dứt điểm. Tiếp tục là một pha kéo án tử hay đến từ Threat, tuy nhiên thì tầm hoạt động đến từ Kalista chưa cho phép Guma vào được quá nhiều đam. Nhắm tới vị trí của Rakan phía bên kia. Dừng thì Talia lại ăn từ dưới lên à. Lee Sin chạy vòng vòng và cướp được búa xanh rồi này. Con Lee Sin này mà lần vẩn cánh dưới là hơi áp lực nha. Nhưng mình nghĩ là với lợi thế chất tướng mình nghĩ là có thể 2 đánh 3 được nếu mà có được cấp độ 2, cấp độ 3. Lee Sin ra mid gank sớm rồi. Có nội tại của Zac dành cho Irelia nhưng mà Lee Sin tiếp cận với cấp độ 2 E flat hay không. E flat đổi với flat. Sau đó Lee Sin đi bộ lên thì bị làm choáng và không đủ khả năng tiếp cận, hộ thể được vào mắt hay không. Hồi chiêu có vẻ như là không đủ rồi. Hộ thể vào mắt được đến từ Lee Sin và sau đó vẫn có chiến công đầu ạ. Đứng dưới thì thiêu đốt đẩy thẳng vào những cấp độ 2 rồi như Guma Yushi với lớp sát thương là cực kỳ lớn. Tốc biến đi với một chấm máu, tốc biến theo HC và sát thương là chưa đủ đến từ Smolder cấp độ 1 mà thôi. Threat hồi án tử và án tử thành công đến từ Threat. Tiếp tục đánh tay thoát luôn cả hất tung đến từ xuất đèn đánh tráng và một mạng cho Threat và một mạng dành cho Guma Yushi. Tình huống xử lý 2v2 cực kỳ khét đến từ bộ đội đường dưới của Guma Yushi và cả Threat nữa. Lợi thế cấp độ 2 dành cho Rakan nhưng mà hất tung toàn trượt thôi anh em à. Dùng phong thái quân nhân để thoát khỏi những cú hất tung tới từ số điểm hành tráng và Threat lưỡi hai xoáy tới hai người. Guma bị lính đánh nhiều và sau đó thì phải tốc biến đi nhưng mà sau đó thì Smolder cấp độ 1 không đủ khả năng dứt điểm. Threat lại ám tử dính anh em à. Lại phong thái quân nhân cùng với Q để thoát khỏi hất tung đến từ số điểm hành tráng và sau đó là một pha đùa kill mỗi người một mạng. Gặp Threat đánh hay rồi anh em ơi, chưa xe to rồi. Gặp ngay một Threat biết chơi và đang đi đường cực kỳ áp đảo với hai mạng như thế này thì lợi thế đã là rất lớn rồi. Smolder mới chỉ farm được 4 CS, mất tốc biến và mất dịch chuyển. Mất cả mạng nữa. Reset anh em ơi. Vì rừng đối phương đã lộ ở khu vực đường giữa trước đó rồi nên là Guma cùng với Threat cứ thế mà PK thôi. Nhưng mà Lee Sin cam đường giữa như thế này thì hơi khó dành cho Irelia, không còn gì để có thể rút lui cả. Quang địa chân đến từ Talia hất tung đối phương ra nhưng mà Lee Sin vẫn đang tiếp tục đu bám. Talia tốc biến chạy và Rakan đang đi bộ lên Lee Sin hộ thể. Lee Sin ở cấp độ 2 chưa có sóng âm và Threat cấp độ 3 có cái lồng đèn chưa hồi lại kịp, sắp hồi lại rồi. Sẽ rút lui thành công. Ok, Guma về nhà đã có được một cái dao hung tàn và giày là giày 1 anh em nhé. Với cái giày 1 này thì đã có thêm một chút sự cơ động đến từ cái phong thái quân nhân. Khoảng cách lướt tới tỷ lệ với bậc của giày anh em nhé. Giày 2 lại còn lướt khỏe nữa. Vẫn là một Guma Yushi với khả năng đi đường cực kỳ tốt. Và với Kalista sát lực thì nó sẽ mắc vào kỹ năng Q anh em à. Với những tình huống phóng Q cực kỳ thốn. Đội hình đối phương ván này là một đội hình chỉ có con Zac có sức chống chịu thôi. Còn những Rakan hay là Smolder hay là Zay thì sức chống chịu là tương đối yếu. Và những cú Q sát lực của Kalista nó sẽ đi kèm với lượng sát thương rất lớn.
Trong khu vực rừng lại tiếp tục có đánh nhau rồi. Lee Sin đã là người có được cấp độ 3 cho tình huống này với tình huống sóng âm vô hình cước đánh tay liên tục và solo kill dành cho Lee Sin ạ. Mid cũng bị solo kill luôn rồi. Một cánh trên đầy những khó khăn dành cho team Guma Yuzi. Tiếp tục đánh tay với mưa kiếm và giày vò cấu rỉa nhẹ con Rakan phía bên kia. Đợt đẩy đang là tương đối to đến từ bộ đội đường dưới đối phương nhưng mà Guma vẫn đang đánh cực kỳ hổ báo. Kèo Aatrox với giày là kèo thua tới 20 chỉ số farm rồi. Xử lý lính để lấy góc kéo cho Thread với cú án tử. Và liệu rằng Thread có mở được với án tử hay không đây? Thread tốc biến sẵn sàng nha, tốc biến E hay không? Lính đánh hơi nhiều, E thành công nhưng mà án tử nhắm tới xạ thủ thì nó lại trượt mất rồi. Đứng trên thì Aatrox ở một đợt lính to đã bị băng trụ chết ạ. Rất thọt dành cho cánh trên của team Guma Yuzi ván này. Bot đang có lợi thế. Thalia có thể đánh xoay quanh khu đường dưới để tìm kiếm sự hỗ trợ đến từ Guma Yuzi cùng với Thresh, những người đang có được lợi thế đi đường. Tuy nhiên thì hiện tại Guma đang ở trạng thái máu tương đối yếu rồi. Mất hai bình từ tái sử dụng và chỉ còn một bánh bích quy mà thôi. Nhưng mà lợi thế máu cũng đang chưa phải quá nhiều dành cho bộ đôi Smolder cùng với Rakan. Với chất tướng yếu đầu trận thì Rakan cùng với Smolder cũng chưa thể nào có được áp lực quá lớn với một con Kalista của Guma Yuzi đang có một lượng trang bị lớn đến như vậy. Mặc dù năng lượng yếu nhưng cắn bánh lên vẫn đủ để quy em một cú là được anh em nhé. Và sau đó là một pha phóng quy giật giày vò luôn đến từ Guma Yuzi, giày vò vẫn còn. Cắn bánh bích quy để lấy mana và sau đó thì Thalia ở cánh dưới cướp được bãi người đá. Băng trụ hay không? Tiếp tục là một pha quy đến từ Guma Yuzi. Hết năng lượng rồi. Thalia sẽ là người chặn lính để Thread đi bộ vào, quăng lồng đèn đến từ Thread. Lee Sin có mặt, click lồng đèn, sau đó thiêu đốt đẩy vào, sát thương đó là đủ với cú giày vò và thêm cả sát thương đến từ Thalia nữa. Rất tiếc quán tử này nó vào lính mà thôi. Một pha đâm quy tiếp cận tới từ Irelia nhưng mà không đủ tầm để trang dây làm choáng rồi. Và sau đó thì đừng có chết ông ơi. Chưa chết, Irelia chưa chết, còn Guma đang có tình huống đi bộ lên với phong thái quân nhân và mưa kiếm. Mạng shutdown dành cho Guma Yuzi. Một chấm máu nhưng Irelia vẫn có thể cù cưa xử lý được vì Smolder phía bên kia hoàn toàn không có sát thương. Lee Sin cũng đã bị shutdown với một mạng dành cho Guma Yuzi rồi. Như đã nói thì khi mà game khó quá dừng xuống bot, bot đang win như thế này là một cơ sở để có thể trở lại ban đấu và đó là một tình huống xuống cả mid lẫn rừng. Mặc dù đối phương cũng kéo thêm Lee Sin xuống tuy nhiên thì không có rác. Và giao tranh cực kỳ lời dành cho team Guma Yuzi tại cánh dưới như đường trên thì tiếp tục là solo kill dành cho Zayce. Kèo top này là thua 30 mấy CS rồi anh em nhé. Ui, 7 phút cầm luôn gươm thức thời ở món trang bị đầu tiên. Đây là một trang bị sát lực lớn trong kho đồ của Guma Yuzi và với lượng sát lực tới từ cái gươm thức thời này thì những tình huống phóng quy với điểm cộng thứ 3 như thế này là sát thương không hề nhỏ. Và Smolder phía bên kia cùng với Rakan thì sức chống chịu yếu lại còn không có nhiều về khả năng phục hồi nữa. Có thể sẽ bị chết sốc nhưng đối phương đang có một phương án là cam đường giữa hoặc là cam vào vị trí của Thalia. Thalia đi ngang qua khu vực đường giữa và đã xuất hiện ở tại khu vực bãi sói với tốc biến chưa hồi, hất tung thành công, sóng âm hộ thể lên rồi sát thương với E và vô ảnh cước sát thương là chưa đủ. Rác bơi vào trong trụ nhưng đồng đội đang mải tấn công rừng đối phương nên chưa đủ sát thương. Lưỡi kiếm tiên phong sau đó đâm quy vào đến từ Irelia. Lee Sin tốc biến bị làm chậm, tốc biến đâm quy quy và có mạng dành cho Thalia. Một pha xử lý 2-3 rất tốt. Rác tung này này này, sát thương đủ để rác gỡ được một mạng nhưng phía bên này đó là Thread cùng với cả Guma Yuzi xuất hiện. Ngay lập tức Rakan nằm xuống với mạng dành cho Guma Yuzi. 3-0 rồi, rác đang tìm đường để có thể tự sát mà thôi. Và liệu rằng có về kịp hay không đây? Đang bấm B về nhưng chắc chắn là không kịp rồi. Tự sát cũng không nổi nữa rồi. Pha trăng dây làm choáng trượt tới từ Irelia. Nhưng rác này có phân bào và sẽ tốn thêm một tí thời gian nữa. Quyết định là nhường mạng cho đồng đội đến từ Guma. Đánh xạ thủ nhưng nhường mạng cho đồng đội ạ. Có lẽ cũng cần một chút thời gian để trở lại khu đường dưới nhanh đến từ Guma Yuzi nhằm đón nhận cái đợt lính này. Có lồng đèn tới từ Thresh. Một ván đấu mà Guma vừa đi đường hay vừa hỗ trợ đồng đội rất là tốt. Một pha phóng quy giật giày vào làm chậm. Thresh chưa đủ tầm để kéo án tử trong pha này vì Smolder vẫn còn E. Trong khi đó khu vực đường trên thì quyết định all-in đến từ giày đã bị Aatrox solo kill. Một mạng solo kill cực kỳ cần thiết để Aatrox trở lại kéo top. Trong khi đó khu vực đường dưới này cứ lia cam xuống là Smolder cùng với Rakan lại phải núp bụi, núp trụ và tránh những cú quy mà thôi. Nhưng vừa rồi tiếp tục là một pha quy thành công tới từ Guma. Năng lượng tiêu hao là 60 năng lượng anh em nhé, hồi chiều là 8 giây. Lee Sin đang ở khá gần nhưng Lee Sin đã bị lộ vị trí rồi, Thread quyết định rút lui. Thalia đang ở khu vực này nhưng mà Thalia hình như đứng trên tầm nhìn quang địa chấn nhưng con người đá to thuộc về cho Lee Sin. Đứng dưới sắp có 3 khiên trụ dành cho Guma rồi. Đối phương cắm mắt đi nai lồng đèn không được và sau đó thì Thalia đang sẵn sàng một cú dựng tường để băng trụ nhưng chưa có lính. Guma thì đang bị trụ bắn hơi nhiều trong pha này, lưỡi hai xoay đóng hộp thành công nhưng không có được lượng sát thương tới từ đóng hộp và quang địa chấn ép cú tốc biến đến từ xạ thủ đối phương. Lee Sin cấp độ 6, Guma chỉ còn lại khoảng chừng 300 máu trong pha này mà thôi nhưng tốc biến hồi máu vẫn đang sẵn sàng.
tiếp tục phóng quy đối phương hộ thể nộ long cước và sau đó tốc biến né nhẹ cú vô hình cước, sóng âm vô hình cước thì đúng hơn. Thalia dựng tường và không tiếp cận được bất kỳ thành viên nào của đối phương cả. Pha phóng quy này trượt đến từ Guma, Threat lại tiếp tục hồi án tử. Quyết định kéo án tử nhắm tới Lee Sin nhưng mà Lee Sin hộ thể né được. Căng ha, 3 đánh 3 khu đường dưới. Guma vừa mất 2 phép bổ trợ, Lee Sin sóng âm trúng nhưng mà nộ long cước không còn đến từ Lee Sin. Và Thalia vẫn đang đứng cam ở khu vực bụi cỏ nhỏ, khu vực sông dưới. Tuy nhiên thì Lee Sin vẫn rất là cảnh giác và Lee Sin còn tương đối nhiều máu. Mắt đối phương cũng có. Threat đang phải là người che những kỹ năng định hướng đến từ đối phương và Threat thì vẫn sẵn sàng mở với những tình huống kéo án tử mà thôi. Tuy nhiên thì lượng máu hiện tại đang là tương đối thấp, đường giữa đã có shutdown dành cho Zac phía bên kia. Thalia của Lee Sin coi như là AFK đường dưới luôn anh em. Bot căng ác. Lee Sin sóng âm check bụi và thấy rằng Thalia đã về nhưng mà Lee Sin vẫn tiếp tục ở lại và Thalia vẫn còn ở đây với cú phi thạch làm chậm thành công. Sau đó sóng âm lao vào đến từ Lee Sin, quang địa chấn trúng hay không, quang địa chấn có làm choáng, đánh tay quy giật giày vò nhanh và Guma có mạng của Lee Sin. Án tử không đủ tầm rồi. Đó là một mạng dành cho Guma Yuzi và Lee Sin tiếp tục chết tiếp. Khu đường giữa thì solo kill liên tục đổi mạng đến từ cả hai bên. Hất tung đến từ xuyên đánh tráng trượt và sau đó thì bị găm rất nhiều giáo, bị phóng một cú quy và lên bảng đếm số mà thôi. 0-4 đến từ Rakan rồi. Và Smolder với tình huống Rakan lên bảng như thế này thì không thể sống nổi. Nếu như ở lại trong trụ, bắt buộc phải bỏ trụ chạy lấy người mà thôi. Tiền đang cầm đó là 2.400 rồi. 504 KDA, chỉ số farm vượt trội. Đấy chính là sức đi đường của Guma Yuzi khi không bị DDoS. Hôm trước khi mà thua trận chung kết thì về thấy Carrier có livestream và đánh account chính luôn chứ không phải đánh account của Red Game Cup để đánh cái đợt bị DDoS nữa. Tức là bây giờ có vẻ như là vấn đề DDoS nó cũng phần nào đó giảm đi rồi. Chưa kể thì sắp tới chắc là cũng sẽ sang bên Trung Quốc để đánh MSI nên là cũng có thể sẽ có điều kiện tập luyện khác đi. Đường giữa có một mạng dành cho Irelia nhưng Lee Sin gỡ được một mạng. Irelia đang bấm B về, ông đấm quy và đánh tay thôi. Lee Sin còn cái gì để chạy đâu. Lee Sin cố gắng kích nguyệt đao với sóng âm vô hình cước nhưng sau đó nằm xuống với mạng dành cho Irelia. Rakan cũng bỏ đường dưới rồi. Rakan bỏ đường dưới để di chuyển lên khung cánh trên và Smolder cũng tương tự là như vậy. Vì nếu ở đường dưới lúc này Kalista này quá nhiều đồ, nó có thể sẽ băng trụ liên tục và chấp nhận bỏ đường dưới để gỡ cánh trên, nhưng mà gỡ cánh trên chưa được. Achok có một pha quy tốc biến hơi fail thì phải. Và sau đó Zay đang sẵn sàng một tiếng băng trụ W trượt cầu sấm chuyển dạng chỉ thiên và Zay lại tiếp tục có solo kill. Nhưng mà đường dưới thì sau 12 phút trụ này sẽ là trụ một toàn bản đồ và 5 khiên trụ dành cho Guma Yuzi. Quá giàu rồi. 1.100, 1.200 rồi anh em ơi. Về nhà để xem mua cái gì anh em nhé. Nó có thể là một cái kiếm Mayumu ở món trang bị thứ hai, gia tăng thêm lượng sát lực và sự cơ động dành cho Kalista. Sau đó thì swap lên khu cánh trên, nơi mà Achok đã bị solo kill 3 lần và máu trụ cũng còn không bao nhiêu cả. Dây thì quá yếu máu, bắt buộc phải bấm B về trong cái tờ lính này. Và sau đó thì để xem liệu rằng Guma lên đường trên thì có bị shutdown không anh em nhé. Trước đây thì cái nội tại của Guma là cứ đến 14-15 phút ăn được xong trụ bot lên đường trên hoặc là lên đường giữa là bị đối phương shutdown. Pha này thì Lee Sin đang ăn sâu hư không. Threat thì di chuyển ra khu đường giữa một nhịp nên là chưa lên đường trên cover được. Đối phương đang ping liên tục vào đầu Guma Yuzi và Guma Yuzi thả hồn ma do thám. Liệu rằng có đủ tỉnh táo hay không? Dính sóng âm rồi và sau đó thì... Mặc dù cái account này chưa được confirm là account Guma Yuzi anh em nhé. Account này là account mà mọi người soi ra thôi. Tức là một player rank kim cương mà lại gặp lobby toàn là top thách đấu. Nhưng mà xem xong pha này thì anh em biết đây là Guma Yuzi thật rồi ha. Tín rồi ha. Đây đích thị là Guma Yuzi anh em à. Không lệch được đi đâu cả. Thực ra là anh em đã đưa cái account này cho mình cách đây rất lâu rồi. Thậm chí trước trận chung kết cơ. Mọi người đã soi ra được account của Guma Yuzi Faker và nói chung là tổ đội T1 luôn á. Nhưng mà mình không dám làm vì sợ bị DDoS, sợ bị lộ account. Ngày hôm nay mới dám làm. Thông tin cũng chưa được confirm và cũng chưa chắc 100%, nhưng mà sau cái tình huống này thì có vẻ là đúng là Guma rồi anh em ơi. Ăn trụ bot đè đối phương cỡ nào thì cỡ, cứ lên đường trên ra đường giữa là chết, cứ đồng hồ điểm là phải chết. Đồng đội gỡ được mạng của Zay và có một điểm hỗ trợ dành cho Guma Yuzi. Nhưng con Kalista hai món này đang chết tới hai mạng liên tục và đồng đội không thể cover được với những tình huống chết lẻ như vậy. Và đối phương cũng nhận ra cơ hội để tấn công Guma với những tình huống di chuyển lên khu cánh trên. Chết hai mạng liên tục, đi đường đang perfect.
đang đè đối phương ngon, đang farm tốt theo thời gian, đang năm khiên trụ các kiểu, vẫn phải lăn ra chết hai mạng, mất thêm cái heal nữa. Còn con dây này đi đường nó cũng ăn được rất là nhiều mạng của Aatrox nên nó cũng xanh. Combo hai dạng Kalista sát lực sao chịu nổi. Thực ra Kalista nào cũng không chịu nổi anh em à. Lên cái gì cũng không thể nào chịu nổi cái lượng sát thương đến từ dây hết, lên theo kiểu on hit hay là sát lực thì cũng vậy à. Rồi, Rakan có mặt ở đây thì chắc là dây lại tiếp tục có mạng, mạng shutdown luôn ạ. Dây này ăn nhiều mạng nha. Đồng đội cánh trên thì ván này cũng đã gọi là trở lại nhẹ nhẹ với cặp mid rừng đã có thể gọi là có mạng và farm cũng rất là ổn. Mà tốt thì vẫn là hơi thọt ha. Aatrox vẫn đang hơi thọt anh em à. Tiếp tục chết tiếp rồi. Nhưng mà Guma lên được khu vực cánh trên thì lại tiếp tục có thêm lợi thế với trụ một đường giữa dành cho Guma Yuzi. Mặc dù trụ này thì không có thêm khiên trụ nhưng mà cũng là tiền thêm. Và căn bản là 8.000 tiền là giàu anh em ạ. 8.000 tiền sau 15 phút là giàu đấy anh em nhé. Giàu điên luôn đó. Zay đang di chuyển nhưng mà đối phương bắt đầu kéo người lên. Zay bắn cầu sấm trượt. Chú cuối dựng tường và hất được con Zay về một góc rất là khó chịu tới từ Thalia. Lồng đèn quăng ra và đây rồi. Báo thủ anh em ơi, mạng dành cho Guma mà thôi. Zay đam to đấy nhưng mà mỏng. Nhìn con Zay này cũng khỏe đấy anh em ạ. Nó là người khỏe nhất bên phía team 1 đó. 7.600 tiền. Nhưng trước lượng sát thương đến từ Kalista sát lực thì một quy thôi. Chúng sinh bình đẳng. Ngon anh em ơi, 1k3 tiền rồi. Đứng dưới thì Aatrox lách được cú hất tung tới từ Rakan. Nhưng mà Lee Sin tiếp tục đu bám với khả năng làm chậm sóng âm còn. Nhưng mà sóng âm chúng liệu rằng có đủ đam hay không. Bơi vào với vô hình cước, Rakan đang tanh và Lee Sin cảm nhận là không đủ đam. Nên quyết định giật ra một nhịp Thalia đi qua tầm nhìn quang địa chấn. Thì bị Lee Sin hộ thể né mất tiêu. Guma thì đang trên đường di chuyển ra và bắt buộc phải tốc biến đến từ Thalia để né cú súng cao su tới từ rác phía bên kia. Dị nhân đánh rác đi mid à. Dòng nguyên tố thì chưa có nên là hiện tại thì nó cũng chưa phải là thời điểm mà cần di chuyển xuống cánh dưới quá nhiều đến từ cả hai bên. Smolder thì chưa phá nổi con mắt này với áp lực tới từ con Kalista kích kiếm Mayumu của Guma Yuzi. Đây đang là một Irelia 4 stack và cầu sấm KS được con bùa xanh này hay không. Cầu sấm trúng vào tương đối phương thôi, không có bùa xanh nào cả. Quyết định thả sứ giả tới từ Thalia ở khu vực đứng giữa để áp lực chung với Guma. Phát này thì Guma vẫn còn tốc biến, còn định mệnh vẫy gọi nên là Thresh có thể đứng để mở giao tranh ở vị trí rất là cao. Tuy nhiên thì đối phương bắt đầu kéo người ra với 5 người ở đây rồi. Định mệnh vẫy gọi đến từ Kalista của Guma để làm cái gì đây? Ăn một quả cầu sấm thấy thấm ha. Dây hai đầu rưỡi nó bắn quả cầu sấm thốn điên. Và Lee Sin bắt đầu vào vị trí rồi. Guma lên cánh trên thực sự là một miếng mồi ngon. Zac cũng đang có định mở với súng cao su nhưng mà Thresh hoàn toàn có thể outplay với những pha lưỡi hai xoáy thành công. Và Lee Sin tiếp tục tiếp cận. Thalia có tầm nhìn của Lee Sin và Kalista của Guma đã nhận được thông tin này. Về thôi anh em ơi, 700 tiền rồi về. Đồ ba nó có vẻ sẽ là một cái súng hải tặc các bạn ơi. Aatrox lại tiếp tục đẩy cực kỳ cao và liệu rằng có về được hay không đây. Tốc biến Q1 sau đó thì về được. Vì phía bên kia cũng chỉ là Smolder thôi, cũng không phải là một con tướng áp lực quá nhiều về mặt sát thương tại thời điểm này. Trong khi đó thì Guma sẽ tiếp tục được đẩy ra khu đường giữa để có được những chỉ số farm và hỗ trợ áp lực tại các mục tiêu như là con rồng nguyên tố thứ 3, ván thứ 2 chứ nhầm. Ván này thì ăn rồng hơi chậm một tí, 17 phút mới có rồng 2 anh em ạ. Cùng xem là với con rồng nguyên tố gió này thì team Guma có kiểm soát được hay không. Thế đẩy đường giữa rất là tốt dành cho Guma Yuzi với việc đối phương không còn trụ. Và đối phương cũng có vẻ là sẽ suy nghĩ đến câu chuyện là bỏ rồng mà thôi. Vì cái thế đường giữa như này là Smolder sẽ không di chuyển ra được và thực ra là kể cả có di chuyển ra được thì Smolder thời điểm này quá yếu ấy. 120 mấy số nội tại còn chưa tiến hóa được Quy lần 2. Chắc nốt cái tên này là tiến hóa Quy lần 2 được rồi. Ôi cánh trên Aatrox bị Zay solo kill ạ. Guma di chuyển phay check với hai spell. Zay sẵn sàng combo nhưng mà cầu sấm xịt và sau đó thì làm một pha lôi phạt không đủ sát thương. Zay nằm xuống với mạng solo kill dành cho Guma Yuzi. Gỡ gạc tốt. Pha này để có hồi máu và Zay cầu sấm xịt chứ cầu sấm trúng là nhiều khi cút rồi anh em ơi. Dây này ba đồ nó đấm một quả cầu sấm chuyển dạng chỉ thiên thôi là thấy Kalista có hồi máu nhưng khi vẫn chết. Đường dưới có đánh nhau diễn ra và đó là một tiếng quang địa chấn hai người nhưng không về được rồi. Thalia ít nhất là có được double kill trước khi lên bảng. Còn Guma sẽ được chuyển khẩu đến khu vực đứng trên nhưng mà coi chừng có dây TP nhá. Giải quyết nhanh đợt lính rồi té thôi anh em ơi. Và với cái lối chơi sát lực như thế này thì các bạn thấy là dọn lính cũng nhanh. Quy dọc đợt lính là gần như là dọn lính cực kỳ nhanh trong một khoảnh khắc rồi. Nhưng mà coi chừng nha, con dài có TP nha. Guma đang cố dướn để đẩy nốt. Đây, một quy dọc đợt lính. Té thôi anh em ơi. Té nhanh và may là phía sau không có mắt. Chứ dài có TP, nó TP nó bắn quả cầu sấm chắc chết luôn anh em ạ. Tầm 700 máu này là không chết thì cũng ngắp ngoài. Nếu mà ăn quả cầu sấm con dài 3 đồ. Dài 3 đồ là 860 mấy sát thương rồi anh em. 2 đồ sát lực nữa.
Về nhà với súng hải tặc. Ở món trang bị thứ ba thì đây là Kalista, cũng đã là một Kalista rất là giàu rồi, 10.000 bốn tiền so với 9.000 ba phía bên kia của Zay. Rõ ràng là Zay với cái tầm hoạt động đến từ cầu sấm thì nó sẽ tốt hơn so với tầm Q của Kalista. Aatrox không dính cầu sấm trong pha này, Aatrox vẫn đang cố gắng bỏ chạy. Q đã hồi đến từ Aatrox, bị đánh tay một đòn, Q trượt rồi. Sau đó là Guma tới cùng với Thread. Thread đánh quá hay với cú án tử và Guma dày vò không đủ đam. Sau đó thì Thalia tiếp cận với cú chu cuối mà rất dậy sóng, và Zay sẽ về bằng cách nào đấy, tốc biến còn đấy từ Zay. Không dính án tử, mở cổng ra tốc bắn cầu sấm tốt nhưng không đủ đam, và mạng có cho Thalia với tình huống phi thạch. Nên đi chung với Thread anh em nhé, Thread đánh quá hay đi. Thread đã có được cái hành trang thám hiểm và dày bạc, tốc độ di chuyển là cực kỳ cao. Mà đường dưới thì Irelia đã bị Lee Sin cùng với Zac hội đồng ở đây rồi. Thread kéo án tử tín thật sự, chưa phải làm số bất kỳ một lần nào luôn anh em. Nhưng pha này thì Baron chưa có cơ sở anh em nhé, không có đủ chống chịu để ăn Baron với cái đội hình này. Cướp rừng thôi, cướp rừng và hack thêm chỉ số farm. 8 mạng khởi đầu với 1k1 tiền đang cầm trên người. Tầm này về mỗi lần là cứ đóng thêm sát lực anh em nhé, cứ full sát lực mà gõ thôi. Và mình thấy là bên LPL còn có người lên cả cái kiểu nguyên tố luân nữa cơ. Tức là nguyên tố luân cho Kalista nó vẫn là một trang bị sát lực ổn thỏa. Và với hồi chiêu chiêu cuối, với lượng sát lực lớn như thế này thì mỗi lần mà tham gia gục với cái lượng sát lực của Kalista á, thì hồi chiêu chiêu cuối sẽ rất là nhanh. Và đôi khi một pha team fight mà đánh được 2 lần chu cuối Kalista thì nó mạnh điên luôn. Chiêu cuối Kalista khi mà kéo đồng minh thầy ước thì họ đánh nhau lồng đèn rút lui thành công đến từ Thalia. Dây cầu sấm trúng lính rồi, Thread đang tốc biến nhưng mà đóng hộp hơi fail thì phải. Án tử lại dính rồi, thế thì mưa kiếm đánh tay, phóng quy đánh tay dày vò. Mạng dành cho Gumayusi, một mạng cày nát đội hình đối phương. Lên cánh trên chết 2 mạng thế là đủ rồi ha. Cần phải giữ mạng để gánh team tại thời điểm này. Zac bơi vào nhưng đó là một pha tốc biến hơi không cần thiết đến từ Guma, vì Thread đã xử lý tốt với cái lê hai xoáy của mình. Thấy pha trước Thread flat E nó hơi mù mắt, nhưng mà pha này Thread có một quả E cực kỳ tín. Đó là kỹ năng được coi là duy nhất để có thể cản con Zac bơi vào với cái đội hình này. Quang địa chấn của Thalia thì nó hơi khó, nhưng Thread E thì dễ anh em nhé. Một cú outplay đến từ Thread và khiến cho Zac lên bảng, dây lên bảng. Và sau đó thì là Baron dành cho team Guma, vì Lee Sin cũng không có định tham chiến. Một mình Lee Sin ra là quá khó để cạnh tranh Baron. Và Baron xong thì cầm đó là K4 rồi. Chuẩn bị về nhà đóng thêm một mảnh thứ hai của cái thương phục hận. Nó sẽ không có nguyên tố luân anh em à. Nhưng cái chiêu cuối Kalista thì thời gian hất tung của nó là 2 giây nếu mà điểm cộng thứ 3. Thời điểm này ở cấp độ 11 trở đi á, thì nó sẽ là 1.5 giây anh em nhé. Và ở cấp độ 16 nó sẽ là 2 giây hất tung. Thời gian hất tung như vậy mà một pha team fight mà đánh được 2 lần chiêu cuối cho con Thread này nó hất tung đối phương thì thôi đấy. Là CC không đấy anh em nhé. Mà Guma đang có thể bị nhắm tới vì không còn tốc biến nữa. Trước đó thì bị con Zac nó hù một phát súng cao su mất cái tốc biến rồi. Mất tốc biến trong lúc đang tận dụng Baron đẩy cao như thế này cũng hơi nguy hiểm. Về nhà lấy thương phục hận ha. Zay đang tiếp tục đẩy cao khu đường trên. Guma về lấy thương phục hận thì đồng đội đang bị mở, và đó là một pha Thread mất máu. Vậy là chưa nhiều lắm, nhưng Rakan thì yếu lắm rồi. À nhầm, Thalia thì yếu lắm rồi. Rakan mở rất đẹp, Thread bị nằm xuống lần đầu tiên cho ván này. Đối phương mở cực kỳ mạnh anh em ơi. Đội hình với Rakan và Zac, đội hình cực kỳ dễ mở luôn. Aatrox thì đang cố gắng đẩy dướn một tơn khu đường dưới, nhưng liệu rằng có về được hay không đây ông ơi. Bấm B về với Baron thì cũng có vẻ là nhanh, nhưng mà đối phương bắt đầu vòng ra phía sau rồi. Đang muốn tạo khoảng trống như Guma face check ở khu vực cánh trên bản đồ, và quyết định đến từ Guma là solo với Smolder. Smolder đang có định zone Guma về hướng của Zay thì bị đấm quá thốn, và sau đó thì bắt buộc phải rút lui. Zay có mặt ở đây thì Irelia cũng có mặt ở đây mà thôi, thích thì chơi. Guma đã tìm được đường rút lui bằng cách là tấn công về hướng của Smolder để hóa giải cái thế bị bánh mì kẹp thịt. Vì cái hướng của Smolder là cái hướng yếu quá, không đủ khả năng để zone con Kalista về hướng của Zay. Trong khi đó khu đường dưới thì Aatrox đã nằm và chưa ăn được trụ 2. Nhưng mà đường trên thì đã có trụ 2 dành cho Guma rồi. 13.700 tiền. Người xanh nhất bên phía bên kia cũng chỉ là 10.800 mà thôi. Thua tận 3k so với Guma. Mặc dù cái Baron này nó chưa phải là Baron thực sự quá thành công, tuy nhiên thì nó cũng đã mang lại một vài những công trình nhất định dành cho team Guma rồi. Hai trụ ở cánh dưới thực ra nó đang khá là yếu máu nha. Trụ 2 này và trụ 2 này nếu mà ăn được thì nó cũng sẽ có thêm rất là nhiều tiền, và nó sẽ mở ra cái bản đồ mà team Guma sẽ chỉ mất 2 trụ cánh còn ăn được tới 6 trụ ngoài. 6 trụ ngoài thực sự là một cái lợi thế về mặt macro rất là khủng khiếp. Q
quy e một phát nửa cây lách cầu sấm nhưng bị tốc biến lôi phạt và click lồng đèn thì mất máu hơi nhiều thì phải. Guma vẫn có được ma hạ gục của Rakan trước khi đối phương kịp tiếp cận, dính một cú hát xì và đang bị đốt hơi thốn thì phải. Bị hơi thở của con Smolder phía bên kia nó dứt điểm án tử chúng vào, và sau đó thì Threat quyết định quy 2 và lấy bảng điểm số luôn. Tốc biến nộ long cước và sau đó thì là một mạng dành cho Dày. Atrox né được cú nộ long cước với cú tốc biến của mình nhưng về có được hay không đây hơi khó về rồi. Chiến binh tận thế lên quy 2 và sau đó thì lên bảng. Rất no hope rồi. Sóng ngầm hack não đến từ Lee Sin luôn ạ. Ác đạn thật sự. Đánh thề chịu. Một mạng shutdown rất giá trị cho các thành viên bên phía của team 1 dành cho Smolder đã có được cái mặt nạ và Smolder lên thêm mặt nạ nữa. Lưỡi kiếm tiên phong đâm quy vào và đối phương tốc biến đi thì Irelia không còn tốc biến để follow up và sau đó bị thả diều liên tục. Làm gì đây? Đâm quy. Hết nổi rồi. Múa đến đấy là hết nổi rồi anh em nhé. Bị đối phương gõ bay màu rồi. Tiền chênh lệch đến từ cả hai team thực ra lúc này nó cũng ở con số không phải quá nhiều anh em ạ. Tầm 2k tiền thôi. 2k tiền mà đội hình đối phương lại có Smolder các thứ thì cũng hơi nguy hiểm nhá. Smolder lên AP anh em ạ. Lưỡi hai linh hồn sau đó đóng thêm hai đồ AP là quyền trượng ác thần và mặt nạ đọa đầy. Đây là những món trang bị sức mạnh phép thuật dành cho Smolder. Cảm nhận là lượng sát thương vật lý đến từ Lee Sin và Zay cũng đã là khá nhiều rồi. Còn Guma thì món cuối chắc là một cái áo choàng bóng tối ha. Từ cái mũi khoan này áp thành cái áo choàng bóng tối là hợp lý. Nó sẽ giúp cho Guma một là thoát khỏi được những pha mở bằng súng cao su bất ngờ của Zack, hay là những quả sóng ngâm của Lee Sin, hay là những quả cầu sấm của Zay, hay là những tình huống chiêu cuối tới từ Smolder làm chậm. Nói chung là sẽ có thêm một công cụ bảo hiểm. Và nó vẫn là một trang bị sát lực giúp cho những cú quy của Kalista trở nên cực kỳ đau. 650 đam với hồi chiêu là 6.4 giây. Rồi, Atrox vừa lướt sang gặp ngay con Lee Sin đánh hạ thông nổ đứng kế bên. Lee Sin này 3 đồ rồi. Sóng ngâm như pha này thì sóng ngâm không hack não được con Atrox. E xuống, hộ thể xuống nộ long cước quy quy. Nhưng mà quy xịt đến từ Lee Sin vì Atrox đã dùng E để né. Một pha xử lý không thực sự tốt tới từ Lee Sin khi mà chiêu hồi quy đã rờ. Nếu mà chờ hồi quy trong pha vừa rồi mới rờ quy quy thì nó sẽ tốt hơn. Rakan RW trúng vào Threat. Còn cái định mệnh vẫy gọi đến từ Guma. Guma thoát ra khỏi được cú mê hoặc. Và sau đó lưỡi hai xoay đóng hộp. Án tử thì chưa cần đưa ra, đã có đủ sát thương đến từ Guma để lấy cái mạng Rakan phía bên kia. Sát thương không anh em ạ. Tiếp tục nhảy múa đến từ Guma với phong thái quân nhân. Tốc biến lưỡi hái xoáy, án tử lại dính rồi. Rác bơi vào, Guma đang gặp nguy hiểm. Kéo định mệnh vẫy gọi và sau đó thì là một pha chuỗi CC cực kỳ dày tới từ Rác phía bên kia khiến Guma nằm xuống chung với Smolder. Án tử nó đúng hướng và ép tốc biến tới từ Rác. Rác còn súng cao su để rút lui. Pha này Rác không có nội tạng để rút lui là hợp lý thôi. Cánh dưới này thì Dày đang đè con Atrox ra bổ liên tục và sau đó thì Atrox hết trắng cây máu bắt buộc phải đi về. Nhưng mà đường giữa thì vẫn còn đủ người để có thể ăn một mega dành cho team Guma UC ở đây. Zack đang lựa góc mở nhưng mà Zack không còn nội tại, không còn chiêu cuối, sẽ mở bằng cách nào khi mà lối di chuyển này là lối di chuyển mà cũng không có quá nhiều những cái áp lực dành cho bên phía của team Guma UC. Một mình có Zack là không đủ anh em nhé. Nhưng mà Dày đường dưới thì có được lợi thế với một mega. 27 đều, game căng ha. Chênh lệch 3k tiền. Guma đã có đồ cuối là một cái áo choàng bóng tối rồi. Cùng check những chỉ số hiện tại của Kalista anh em nhé. 91 sát lực, 30% xuyên giáp. 91 sát lực này là nó đi qua ngưỡng máu và sát thương chuẩn. Giáp của Smolder mới 87 thôi anh em ơi. Rakan thì ít nhất là với hành trang thám hiểm các thứ thì cũng còn được 140. Dây thì là 106. Và như vậy là sát thương Kalista mỗi cũ quy này nó sẽ tầm 600 đam đến 700 đam. 700 đam hơn anh em ạ. Mà quy em một phát là nửa cây. Quy em một phát sẽ là nửa cây máu những con như Smolder hay Dày nha. Pha lao lên trăng dây làm choáng hai người, đẩy lưỡi kiếm tiên phong làm chậm rất tốt. Cầu sấm trượt định mạnh vẫy gọi được dùng đến từ Guma Yoshi. Sau đó Rakan lao vào mở và có cú TP tới từ ai đó. Đó là một pha hất tung tốt từ Rakan nhưng Guma không gặp nhiều nguy hiểm. Nộ long cước cũng chỉ trúng vào người của Threat chứ không trúng Guma, nhưng Guma bị dính súng cao su. Threat cover rất tốt với cú án tử của mình. Zack đang cố gắng nhặt nội tại để hồi máu lại và sau đó bị một cú QE dứt điểm. Cầu sấm cổng ra tốc trúng Guma UC không tốc biến được, chỉ có hồi máu và hồi máu thì không đủ. Với lượng sát thương tới từ cầu sấm trong pha vừa rồi, Lee Sin tốc biến đánh tay Rakan W, Thalia tốc biến trả phi thạch. Sóng ngâm cũng trúng, cả hai bên xử lý kỹ năng cực kỳ tốt. Những kỹ năng định hướng của cả hai bên đang được triển khai cực kỳ ấn tượng trong pha này luôn. Lee Sin thì đang cố gắng cướp cho mình đó là bãi chim và hồi máu lại, nhưng mà Threat có tầm nhìn nha.
Sóng ngâm trượt dưới Lý Sin rồi, cầu sâm cũng trượt rồi. Án tử thì nó lại dính, quang địa chấn còn hay không? Quang địa chấn và đó là một mạng shutdown dành cho Talia. Zai tiếp tục mâm mé định bắn cầu sấm nhưng mà máu hiện tại của Zai còn lại cũng không nhiều. Rồng nguyên tố đang sẵn sàng và Talia còn trừng phạt thì nó có lẽ sẽ là con rồng cho team Guma mà thôi. Một con rồng đất. Đây sẽ là rồng 3 cho team Guma anh em nhé. Smolder cũng đã comeback ván đấu mặc dù đi đường bị đì cực kỳ rát, nhưng lúc này thì Smolder cũng đang có 13.000 tiền và chuẩn bị có mũ phù thủy ở món trang bị thứ tư. Thì cùng với một Smolder 260 số nội tại, nó là một lượng sát thương không hề nhỏ. Kết hợp với những quả cầu sấm tới từ một con dây cũng đã full đồ. Guma thì kích dược phẩm đi ra và dư 600 tiền trên người. Cùng xem là ván này thì Guma có bán luôn cái trang bị giày bạc để hướng tới một món trang bị sát lực cộng thêm hay không anh em nhé. Vì Kalista đến phong thái quân nhân của nó đi theo giày mà. Aatrox mất máu hơi nhiều rồi. Aatrox tốc biến đi và sau đó thì E còn. E tốt đến từ Aatrox và sau đó thì Talia tới với mặt đất. Quang phi thạch sát thương liệu rằng có đủ hay không? Nó sẽ là đủ. Zac bơi vào. Án tử cover tốt tới từ Thread vì không còn lưỡi hai xoay nữa. Đóng hộp làm chậm đối phương tung nảy nảy nảy. Và sau đó thì Zac sẽ mất phân bảo ở đây mà thôi. Cú chiêu cuối tới từ Smolder nhưng ngay lập tức đó là pha bấm đồng hồ đến từ Talia để thoát khỏi cú chiêu cuối gọi mẹ của Smolder phía bên kia. Sau đó Thread tiếp tục lao lên với lưỡi hai xoay án tử và sau đó là lưỡi kiếm tiên phong đến từ Irelia. Thread xử lý quá hay và Guma vét được cái mạng của Smolder rồi. Một pha giao tranh thắng trước thêm Baron nhưng mà Guma dính quả sóng ngầm này hơi nguy hiểm. Lee Sin sẽ không vô ảnh cước được vì Lee Sin vô ảnh cước sẽ bị Thread E outplay mà thôi. Lee Sin cũng rất biết điểm dừng với tình huống sóng ngầm vừa rồi và quyết định không vô ảnh cước mặc dù còn nộ long cước. Nhưng bị lưỡi hai xoáy một nhịp nhiều khi là chết luôn. Và quyết định buông bỏ Baron là quyết định an toàn nhưng nó là hợp lý từ Lee Sin rồi. Dấn ra là chỉ có chết thôi anh em ạ. Một tình huống giao tranh và Thread kéo án tử dính như keo 502. Thanh niên này đánh Thread ác thật sự anh em ạ. Hiện tại thì ở FCK các bạn thấy là cũng có những người đã đánh Thread ở tại giai đoạn playoff. Hay là bên khu vực LCK chứ, LCK cũng có đánh và LPL cũng có đánh luôn nhá. Là các hỗ trợ hàng đầu tại các giải đấu lớn, hiện tại họ cũng đã bắt đầu dùng con Thread trở lại rồi. Thì cùng xem là sắp tới tại MSI thì Thread liệu rằng có được tin dùng hay không. Bởi vì là MSI thì có rất là nhiều người đánh Thread hay, Carrier đánh Thread cũng hay. Meiko của LPL đánh Thread cũng hay. Rất tiếc là có một người đánh Thread hay khác, đó là Missing thì mùa này lại không được đi MSI rồi. On đánh Thread cũng ok đó. Một pha W trượt, Rakan bị hất tung bởi quang địa chấn. Smolder tung chiêu cuối lưỡi kiếm tiên phong hơi với tầm tới từ Irelia. Guma thì đang bận để lính khung đứng giữa, Aatrox đẩy khung đứng dưới. Kích kiếm Mayumu lao lên nhưng mà dính sóng âm mất đi áo tràng bóng tối. Định mệnh vẫy gọi được dùng để mở. Rakan bấm bề về quá chiều. Rakan lên bảng mạng cho Guma Yushi tiếp tục nhảy múa với phong thái quân nhân. Và sau đó giật giày vào cấu rỉ đối phương nhẹ nhẹ. Cánh dưới thì đó là Talia cùng với Aatrox tấn công vào Zac. Zac không còn nội tại phân bào bắt buộc phải rút lui với một máu. Và sau đó thì Zay đang tiếp tục đẩy lẻ khung đứng trên vì Zay còn TP và quyết định đến từ Zay là TP luôn vào trụ nhà chính nhà mình. Nhằm cản một cú kết thúc ván đấu, Zay tốc biến né án tử, sau đó thì chỉ thiên vào. Guma kích cái lồng đèn gì đây em ơi? Sao lại lồng đèn vào? Trôn Hàn Quốc rồi. Rồi, Talia đang cố gắng bỏ chạy và triple kill dành cho Smolder đã có mũ phù thủy. Game căng anh em ơi. Click lồng đèn vào giữa hai trụ nhà chính đối phương thế này thì hỏng rồi. Zay vừa tốc biến được một cú để né án tử, thực ra là cũng không dính án tử đâu. Mà tốc biến có được áo tràng bóng tối là tốc biến, sau đó thì đáp luôn cú chỉ thiên vào cực kỳ thấm luôn. Con Zay này full đồ nó quy thốn ác. Guma đã phải nằm xuống lần thứ 6 trong ván này với 16 mạng có được. Tiền thì cầm một K3 chắc là cũng không đủ để bán giày đâu anh em ơi. Cũng may là pha này không có mục tiêu lớn đấy nhá. Chưa có rồng. Lee Sin sóng ngầm, dính Q2, dính nội tại, dính Q3, dính mãng xà kích, dính xiềng xích lượt 2. Và bắt buộc phải nộ long cước sau đó rút lui mà thôi. Như vậy là bùa đỏ vẫn được giữ lại dành cho Aatrox. Chỉ có Talia là người có lẽ không có được bùa đỏ. Guma thì tiếp tục trở lại khu đường giữa. Smolder được tầm 300 số chưa? 300 số rồi này anh em này. 300 số với Smolder AP anh em ạ. Scale AP thực ra là chỉ có chiêu cuối thôi. À, cái Q này cũng có một tí. Cái Q này cũng có thêm một chút scale AP anh em ạ. Tương đối đó. 15% AP.
Món cuối thì Smolder tiếp tục hướng tới một cái dây chuyền sự sống và để hướng tới dây chuyền chiến thuật Banshee. Trong khi đó thì ở khu vực đứng trên, Aatrox đã reset được một turn nhưng Aatrox này đang hơi thọt. Aatrox này... Ô, có dây 6 đồ rồi ạ, vãi. Đánh hồi dây 6 đồ rồi anh em. Nó thua tiền Guma nhưng mà nó 6 đồ rồi. Guma thực ra bây giờ về bán giày thì cũng sẽ có đồ 6 thôi nếu mà mua những món trang bị rẻ tiền một chút. Bị mất áo tràng bóng tối sau một pha hơi thở hỏa long của con Smolder phía bên kia. Rồng nguyên tố cuối cùng nếu như team Guma ăn được. Nó là một con rồng đất, kích hoạt linh hồn rồng đất rất là ngon dành cho một đội hình cần khả năng chống cấu rỉa. Thread đang là người bị tấn công nhưng Thread có một sức chống chịu tương đối. Án tử đổi với một pha bàn tay co giãn. Jack quyết định không lao vào với súng cao su vì mất đi tương đối nhiều máu, mất tầm nửa cây. Aatrox tiếp tục đẩy khu đường trên với chiến binh tận thế, bật R lấy phá nhà luôn ạ. Thế thì phần còn lại đánh lùi thôi nhá. Lee Sin R flash được Thread nhưng mà có định mệnh vẫy gọi rất nhanh đến từ Guma, nhưng mà Guma đang bị CC và không có tốc biến. Guma yếu, Guma lên bảng cực nhanh cùng với hỗ trợ của mình. Và sau đó Lee Sin hộ thể sóng ngâm tiếp. Một pha xử lý cực kỳ nhanh đến từ Lee Sin và đối phương đang có một người TP về, đó là Jack. Jack TP về để đép nhà vì Aatrox đã có một pha phá được Mega trên. Phá thêm Mega Bot nữa là 3 Mega cho team Guma luôn. Nhưng mà có cần phải TP đánh nhau hay không đây khi mà Talia đang cực kỳ yếu máu. Irelia trăng dây làm choáng đâm quy và có mạng của Rakan tiếp tục đâm quy 1v3. Hồi máu lại với giáo thiên Lee. Một pha tốc biến né chỉ thiên sau đâm quy tiếp lấy được giáo thiên thần đến từ vị trí của dây rồi. Smolder đang khoáng thả diều choáng trượt đến từ Irelia, bị Smolder thả diều lên bảng với một lượng sát thương dứt điểm. Cầu sấm pha này thì nó không đủ tầm để tiếp cận Talia. Aatrox đã quyết định dịch chuyển. Và sau đó thì đi lùng đối phương với một Aatrox còn R còn flash. Chiến binh tận thế lên, dây đang cố gắng bỏ chạy. Quyết định E tìm kiếm Smolder nhưng mà liệu rằng có đủ đam hay không đây ông ơi. Q1 xịt, W xịt. Sau đó thì Q2E và sau đó thì nội tại flash ra với giáo thiên Lee. Và sau đó thì dây vẫn có thể rút lui về được với một chấm máu. Tiếp tục E Q xịt, bị Smolder phả, bị dính cầu sấm. Ông Aatrox này chơi game thì khó quá ông ơi. Banh 3 mega của đối phương rồi nhưng mà lại bị teamfight thua và mất rồng. Chưa có linh hồn rồng. Còn Baron này thì sao nhở? Baron sau khoảng chừng 30 giây nữa. Và lúc này thì Guma Yoshi đã chính thức 6 món với một cái kiếm điện phong ở món trang bị cuối cùng sau khi bán đi cái giày bạc của mình. Và với 6 món trang bị sát lực thì lượng sát lực hiện tại là con số 110 kết hợp với 32%. Cái án tử hack não cực kỳ tốt từ Thread. Sau đó thì Rakan bắt buộc phải bỏ chạy với chiêu cuối nhưng bỏ chạy không nổi. 3 đòn mưa kiếm kết hợp cùng với giày vò thôi anh em à. Đi nguyên một mạng của một con Rakan cũng có đôi chút sức chống chịu với lượng giáp hiện tại và lượng máu hiện tại. Nhưng mà khi Kalista 6 món thì không chịu nổi, định mệnh vẫy gọi, hất tung đối phương và sau đó thì giữ cái E lại đến từ Thread để counter đối phương hay chăng đây. Dùng E để hất đối phương về, Talia cũng có mặt. Pha quang địa chấn thành công đến từ Talia. Jack đã bị choáng sau một tình huống súng cao su và cái tấm thảm của Talia. Bắt lẻ hai thành viên đối phương với định mệnh vẫy gọi dành cho Guma Yoshi cùng với đồng bọn. Và sau đó thì là end game hay không? End game với tên lính khu đứng trên. Dupli bóc tốt cái Banshee của đối phương tới từ Irelia. Nhưng mà cơ hội end game liệu rằng có ổn hay không? Với một đợt Mega hai thiên vương trùy thì Smolder nó dọn cũng là tương đối nhanh. Quyết định là ăn Mega Mid nó vừa hồi lại và sau đó ra Baron mà thôi. 6 món Irelia, 6 món dây và 6 món Kalista. Smolder thì chưa đủ tiền để bán giày nhá. Jack món cuối cũng lên AP luôn rồi. Aatrox đã đẩy được một turn với hai con thiên vương trùy. Đừng giữa hai con, đừng dưới hai con, đừng trên hai con. Mỗi turn hai con như thế này là cực kỳ ngợp anh em nhé. Đây rồi. Con Baron endgame là đây rồi anh em ơi. Mỗi cú quy bây giờ là 800 sát thương và Aatrox vị dây solo kill. Dây 6 món này cũng hai dạng thôi ha. Nó đánh một dạng nha. Nó đánh một dạng hai chỉ thiên anh em ạ. Không cần cầu sấm luôn. Lee Sin sóng âm trúng nhưng mà Talia lúc này nó đã mũ phù thủy rồi. Phi thạch làm chậm nhẹ nhẹ. Tiếp tục dính sóng âm nhưng mà quang địa chân đã trượt. Định mệnh vẫy gọi để bắt ITP này. ITP này, dây ITP bị hất tung bởi Thread. Sau đó thì bị hất tung và sau đó lên bảng đếm số mạng shutdown cho Kalista. Con dây 6 món chết chay. Kalista của Guma có double kill với tiếng tốc biến lên dứt điểm. Đang bị cái Q của Smolder nó đấm hơi thốn thì phải. Có Iron Sorcery nhưng mà chịu không nổi rồi. Ôi vẫn sống à, 500 máu. Nhưng sau đó thì quang điện chân thành công đến từ Talia trước khi lên bảng đếm số. Quát ra kill dành cho Guma Yoshi. Wow. End game rồi, 100% là end game rồi. Chúng ta hãy cùng nhìn lại cái bản đồ lúc đó là như thế nào đây. Guma nhận ra cái gì đó lấp ló phía sau.
Guma đã nhận thấy một cái gì đó lấp ló phía sau cú TP này và quyết định kéo thread về để đấm con dây TP luôn. Dây vừa TP đáp xuống bị hất tung một nhịp. Sau đó thì bị đánh tay sau đó thì quy luôn, chết luôn anh em ạ. Và reset E luôn này. Sau đó tiếp tục đánh tay một đòn án tử thì trượt nhưng không sao, tiếp tục đánh tay với phong thái quân nhân. Và sau đó nhắm tới Lee Sin. Dính những tình huống phà của con Smolder cũng hơi thốn. Mà giật giày vò một phát là chết cả Rakan lẫn Lee Sin luôn này anh em này. Tí thì có Penta, nhưng mà cái mạng thứ tư nó thuộc về Irelia và mạng thứ năm thuộc về cho Guma Yoshi. Con Smolder này nó tầm 300 mấy chục số, nó phà thốn ha. Nhưng mà Thalia lại quăng định chấn được một quả trước khi lên bảng, thế là Guma lượm luôn. Một Q không nói nhiều. Một Q anh em ạ, một Q một E. End game rồi, GG. Chúng ta sẽ cùng check lượng sát thương cuối game một tí anh em nhé. Ok, lượng sát thương cuối game đây anh em ơi. Ván này không phải là ván Guma lead dam anh em nhé. Người lead dam là Thalia với 61.775, 61.000 sát thương sau 39 phút. Zay là 52.000, Guma là 51.000 và Smolder là 50.800. Nếu cứ tiếp tục đánh về lâu về dài thì thực ra là con Smolder nó càng ngày càng đánh càng khỏe. Nhưng ván này 39 phút kết thúc cũng là hơi trễ. Vì cánh trên gặp cũng tương đối nhiều khó khăn nên là end game nó cũng hơi mất thời gian một tí nhưng không sao. Cuối cùng thì vẫn win với một cú quad ra kill ha. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi một giao án của Guma Yoshi. Mặc dù chưa phải là confirm 100% đây là Guma Yoshi vì account là account ẩn danh. Không được tiết lộ nhưng mà với cái lối chơi này và với màn trình diễn này thì chắc là anh em cũng phần nào đó tin đây là Guma rồi ha. Cảm ơn anh em, hẹn gặp lại anh em vào thời gian khác và hy vọng anh em xem mà thấy hay thì đừng quên để lại những lượt like, những lượt subscribe để ủng hộ channel YouTube Văn Tùng anh em nha. Bye bye anh em.